Chào quý bà con, cô bác, anh chị nha. Hôm nay Tiên ở Tiên Store sẽ giới thiệu sơ những cái mặt hàng ở bên Tiên có, ngoài hàng gia dụng Đức là hay thấy với thực phẩm chức năng thì mình có những cái mỹ phẩm. Ngoài mỹ phẩm của Đức, hiệu Ba La còn có mỹ phẩm của Pháp. Tiên hay xài mỹ phẩm của Pháp, hiệu Yves Rocher nha. Cái hiệu này thì nó chiết xuất từ thiên nhiên, nó phù hợp hết mấy cái làn da mà nhạy cảm nè. Da nhờn ở Việt Nam Tiên da nhạy cảm hay da nhờn với nổi mụn á, thì xài những cái mỹ phẩm mà nó có nhiều hóa chất quá thì nó không có hợp với da mặt, thì mình xài qua cái mỹ phẩm, dòng mỹ phẩm thiên nhiên ha. Vegetal, xin lỗi, cái vegetal là cái nó gọi là giống như vegan bio gì đó, từ chiết xuất từ hoa cỏ thiên nhiên á. Thì tháng này Tiên có thường canh sale, thì Tiên thấy nó sale những mặt hàng này. Tiên đã xài rồi và thấy nó ok thì giới thiệu với mọi người ha. Như là sữa tắm nè, sữa tắm Yves Rocher mà nhất là của Pháp, thường nó sẽ không có mùi nồng. Mấy cái sữa tắm nè, chai thì 200 ml, nó mùi thơm thoang thoảng, tắm nó có hơi nước hoa trong này, nó giữ được mùi thơm nó khoảng 5-6 tiếng là nó thơm thoang thoảng trong người luôn, tắm ra cái da nó thơm luôn. Khoảng 5-6 tiếng mà không cần xịt nước hoa gì thêm nữa hết trơn á, nó gọi là sữa tắm nước hoa. Tắm ra nó thơm nhưng mà những cái mùi này nó rất là thoang thoảng, nhẹ nhẹ, nó phải nó mạnh, nó sồng vô cái lỗ mũi một cái ha. Thì nó rất là dễ chịu. Mùi trái cây, hương trái cây hoặc là hương hoa rồi này nọ, ví dụ như cái này là hương hoa hồng, cái này là trái himbeer, rồi tiếng Việt nó gọi là gì Tiên cũng biết, nó một loại dâu nhưng nó không phải là trái esbe, là dâu tây, cái này là dâu giống như dâu quả mâm xôi hay gì đó đó, hoặc là mùi vanil hoặc là mùi bông rồi này nọ đó. Ui trời, xin lỗi, tiên làm rớt đó. Thì nó thơm thoang thoảng rất dễ chịu, chị em nào mà thích nó chỉ mùi nhẹ nhàng thơm thoang thoảng thì sử dụng cái này, một công đôi chuyện, nó vừa tắm vừa làm sạch, nó dưỡng mềm da, dưỡng mịn luôn, dưỡng mềm nhờ khỏi xức lotion thêm nữa, và nó hơi thơm thoảng khỏi cần xức thêm nước hoa đó. Thì tương thằng nào đang sale tháng nào thì Tiên mua sale, Tiên bán sale chứ không có mua sale bán lời gấp 3, gấp 4, gấp 5, gấp 7 để làm giàu làm có gì đây nha. Chơi là chính, này bán là chơi là chính. Rồi cái thứ hai thì là tới nước hoa. Những cái nước hoa này là chai nhỏ, cái này dạng như mình để trong bóp á, khi mình đi du lịch mình bỏ trong bóp, mình đi đâu mình có cái chai nhỏ mình ấy, ở nhà thì mình giữ mấy cái chai lớn rồi. Còn bình thường thì cái này nó làm dung tích chai nhỏ nè, để mình đi chơi thì mình cầm theo đó, rồi mở nó ra xịt 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 gì đó, xịt 2 đến 3 lần là ok. Mùi rất là dễ chịu, cái mùi Guy Alamor nè đó, mùi rất là dễ chịu, thơm thoảng, nó không có nồng nó quá. Thì Tiên mua sang sale đều có mấy mùi mấy như này, thì thường hàng mà sang sale á nó có thời hạn nha quý vị các bạn, đừng có trách Tiên là thời gian Tiên nói Tiên đang săn sale này tới hết tháng 3 ví dụ gì đi, cái mọi người qua tháng 4 nhảy vô, ủa sao giờ không còn giá cũ vậy, tại vì nó không có sale nữa, sao Tiên bán giá sale, nếu mà nó sale thì Tiên mua sale bán được giá sale, nếu không thì Tiên phải bán nguyên giá của nó thôi. Đó, mùi Guerlain, mùi này Evidence, mùi này cũng ok nè. Rồi mùi Monru thì hơi nặng hơn chút xíu nha. Mùi Evidence thì thơm mát thoang thoảng chịu. Mùi Guia Lamo thì quyến dụ nha, quyến dụ lỏng ngọn. Rồi Monru thì hơi cá tính, mạnh mẽ chút xíu, tùy theo mình thích cái gì thì mình thích, còn không thì mình mua một cái set 3 chai về, thường mua một chai giá nó sẽ khác, và mua từ 3 chai 5 chai là thì tiền sẽ tính cái giá, giá dạng như giá sưu tầm, giá thích thích mua hàng chơi đó, thì tiền sẽ bán giá khác, chủ yếu là vậy thôi, chứ mình cũng có công ăn việc làm bình thường, bán cái này là hobby rất là thích làm chơi vậy thôi, được cũng được, bán không được cũng không sao, cho nên mọi người cần hỏi thì cứ hỏi, cần tư vấn thì cứ nhắn, không cần phải mua, không cần ép buộc không gì hết, nói chung là không sao hết. Rồi xong tới cái này là kem dưỡng, kem này là anti age global, là kem mờ nếp nhăn căng da, cái loại này nó có thêm là nó sẽ làm căng và tăng độ đàn hồi cho da, nó tăng cái độ đàn hồi á, cái da mặt mình qua 35 40 tuổi nó trùng xuống nè, Tiên dùng xong Tiên thấy đụng 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 vô, nó mới đầu nó chảy xệ, đụng 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 vô nó căng hay tư được chút xíu,
chứ nó không căng như gái 18 mà baby được nha mọi người, đừng có nói sao mà nó không căng được như baby nha. Mình cũng phải liệu cơm gắp mắm nha. Da mình bốn mấy 50 thì nó lại khác hơn da baby nha, nó chỉ làm căng tăng đàn hồi thêm, hỗ trợ thêm thôi, chứ không thể nào trở về tuổi mười mấy 20 được nha. Đây rồi còn thay cũng là một loại kem dưỡng mà nếp nhăn Lighting Vegeta, thì nó có nhiều loại và tùy theo loại da và độ tuổi ha, thì mình thích hợp với cái loại nào thì Tiên có ghi hết trong cái sản phẩm ở cái trang Tiên Store hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z, hoặc là cái kênh cái website bán hàng www.tienstore.net ha. Tùy loại da, tùy giá tiền thì nó khác nhau. Cái này thì Tiên hay xài là nó mắc hơn chút. Cái này thì trẻ tuổi hơn, cho mấy em từ bắt đầu 28 30 dùng cái này được. Còn Tiên thì hơi lớn hơn chút xíu, này từ 35 trở lên ha. 40 45 là Tiên cũng ở khoảng đầu tuổi đó. Đã từ 40 trở lên thì nên dùng cái này, nó mắc hơn chút xíu nhưng mà sẽ thấy hiệu quả, sẽ rất là ưng ý. Cảm thấy không ưng ý giờ nói lên Tiên trả lời tiền nha, chứ không phải vì tiền mà bán đâu. Đó rồi cái Tiên giới thiệu nữa, ngoài những cái đồ ăn chơi kia rồi thì dưỡng da nha, mình phải có lotion gọi là dưỡng thể đó, là dưỡng thể nước hoa, là trong này nó có nước hoa dưỡng nó thơm dữ lắm luôn. Thoa cái này dưỡng vừa cho cơ thể da nó mềm, nó mịn, nó bớt khô đi, tại khi mình lớn tuổi da mình nó sẽ bị mất nước nha, nó khô nó không còn căng mọng nhiều nữa giống như tuổi trẻ nữa. Thì mình phải dưỡng, cái gì cũng phải bảo dưỡng. Bây giờ mình chạy cái xe nè, xe gắn máy, xe hơi mình cũng phải bảo trì nha, mỗi năm mình cũng phải trả tiền cho bảo trì rồi dầu nhớt này nọ. Thì mọi người sao không đầu tư vô bản thân mình, Tiên không hiểu á, thường Việt Nam người ta bỏ tiền người ta chịu tiền chi cho bảo dưỡng xe, bảo dưỡng này bảo dưỡng nọ, bảo dưỡng máy lạnh bảo dưỡng máy móc, nhưng cơ thể bản thân thì không bảo dưỡng. Cho nên mình phải suy nghĩ cho bản thân mình chút nha mấy chị em, phải bảo dưỡng cơ thể mình trước mắt là gì mình đi, chứ không phải làm cho chồng cho con gì coi á, trước mắt gì mình đi. Da mình sẽ khô nè, theo lão hóa theo tự nhiên thì nó không còn căng mọng nữa, thì mình thoa lotion dưỡng thể cho nó mềm cho nó mịn, mình gờ cũng mát tay, hoặc là lỡ trời nóng ở Việt Nam lúc nào cũng nóng, mình mặc đầm kéo cái chân lên da cũng mịn màng chút, mình cũng cảm thấy khoái hãnh diện á, chứ dở chân lên sần sùi thấy gớm quá thì nó cũng hơi ngại chút xíu gì đó, ví dụ vậy. Đây là dưỡng thể Evidon đó, là nãy có cái nước hoa Evidon à, là thì nó cùng mùi, tại này nó dưỡng thể nó có pha luôn nước hoa trong này, thì chỉ cần thoa nó lên người thôi, ngoài công dụng dưỡng mềm mịn căng da giữ độ ẩm mà nó còn thơm thoang thoảng cả ngày luôn nha, khỏi cần sức thêm nước hoa nữa, khỏi mất công. Rồi rồi là cái dưỡng thể, rồi một cái món ăn chơi tiếp nữa, cái này không phải ăn chơi này bắt buộc phải có, là nước hoa hồng và tẩy trang hai trong một, có nghĩa là thường nước hoa hồng riêng rồi nước tẩy trang riêng. Bây giờ nó làm cái bình này Tiên thấy cũng hay rosé nè, nước tẩy trang và nước hoa hồng luôn hai trong một, và sử dụng cái này là thay thế cho hai món kia luôn. Thì lấy cái miếng bông gòn tẩy trang đó, mình lấy cái nước này ra mình bôi, bôi xong lên mặt á mình không cần thiết phải rửa lại bằng nước sạch, muốn rửa là bằng nước sạch cũng được nhưng không rửa cũng không sao, nó không bắt buộc phải rửa lại bằng nước sạch. Ví dụ như nước hoa hồng ở nhà mình dùng xong, hoặc nước tẩy trang mình chùi xong mình phải rửa lại bằng thêm nước nước ấm ấm hoặc là nước sạch ha, nhưng cái này nó không cần nha. Thí dụ như cái này sử dụng cho buổi sáng, tiên là buổi sáng nè, thức dậy rửa, hoặc là đi đâu về bụi bặm, nhất là Việt Nam nữa, mình thời tiết khí hậu của mình đó, nó bụi bặm chứ tiên không có nói về những vấn đề khác nha, thì mình rửa lên nên nó rất là mát, ngày hai lần vậy đó, để vô cái miếng bông tẩy trang đó, chùi 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 nó rồi thoa đó, thì nó sẽ sạch mấy cái bụi bẩn bẩn nè, làm cho mịn da với sẽ khít lỗ chân lông lại. Còn tẩy trang á, mấy chị em mà mình đi làm rồi đó, mình dùng phấn mình thoa ban ngày đó, mình thoa phấn tự nhiên hoặc là hơi trang điểm nhẹ son môi gì gì đó, thì mình về mình tối á, mình chiều tối về mình cũng dùng bông tẩy trang mình chà nó thấm, chà nó sạch cái mặt. Rồi nếu mà thấy muốn cho nó mát nữa, tại thời tiết nóng thì mình rửa lại bằng nước. Còn nếu không, không rửa cũng không sao. Nó đã tính toán hết rồi, nó không có ảnh hưởng gì vô da hết. Nó không có sợ gì nữa nha. Mọi người yên tâm nha, hiệu ích Rosé này là Tiên xài 20 năm rồi. Là nó chiết xuất từ thiên nhiên, nó không có độc hại, nó không tác dụng phụ, nó không bị mẫn cảm, không gì trơn. Cái này dùng được cho tất cả loại da luôn nha. Không phải là quảng cáo bán hàng mà từ kinh nghiệm thực tế Tiên xài, Tiên thấy tốt thì Tiên quảng cáo lại cho mọi người nha. Rồi mọi người cứ xài thử đi,
rồi sẽ thấy là Thiên nói nó đúng ha, cứ mua mỹ phẩm ở bên Thiên mà xài không ưng ý ha, có vấn đề mà không giống như lời Thiên nói thì cứ vô và bắt bồi thường. Tiên không những trả lại tiền mà Tiên bồi thường gấp 100 lần luôn, cũng bồi thường luôn. Nếu mà Tiên có nói sai, nói dốc, nói quảng cáo, nói cho có mà ra nó không có thì Tiên bồi thường 100 ngàn lần luôn cũng được nữa ha. Rồi, đó là những cái sản phẩm mà Tiên ưng ý, Tiên dùng ok. Thì chỉ muốn giới thiệu với quý bà con, anh chị, cô bác nào mà ở độ tuổi cỡ như Tiên hoặc là nhỏ hơn chút, lớn hơn chút, muốn săn hàng sale, hàng chất lượng tốt với giá rẻ, giá ok, thì vô cái trang Tiên Store nha mọi người, có đủ hết, từ mỹ phẩm, thực phẩm, nước hoa, hàng gia dụng Đức đều có hết nha, gia vị gì cũng có luôn. Còn tư vấn gì thì xin mời vô trang Facebook bán hàng Tiên Store, hàng chuẩn cho A từ Z nha. Rồi cảm ơn quý vị, bà con, cô bác, ai thích cái link hoặc cái video của Tiên thì bấm like dùm, rất rất là cảm ơn nhiều luôn. Rồi share lại cũng được, hay là cần tư vấn hỏi thêm gì cũng được nha, vui là chính nha. Chào mọi người.